Rất cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để có xem phần 2 của chương trình bình luận thời sự của Vkao TV phát trên 57.13 Nam Cali và Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ và Canada. Ở miền Bắc, khán thính giả xem chương trình này trên 16.2 và đồng thời chúng ta có thể vào xem trên YouTube. Trong phần này chúng tôi bình luận về cái chuyện mà mới đây chúng ta thấy là cái tòa đại sứ của cái nước Triều Tiên ở tại Tây Ban Nha, ở tại thủ đô Madrid là bị tấn công và ăn cắp hết cái những cái máy, trói những cái người đó lại trong 2 tiếng đồng hồ. Thì đây là một cái chuyện làm mà trước đây người ta nói, nhưng mà bây giờ mới đây thì chính thức của cái hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn lên tiếng. Và khi lên tiếng thì chúng ta thấy là nói rằng là cái ngày 22 tháng 2 là mình phải đưa cái sự kiện đó nó gần tới cái chuyện mà đàm phán thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hoa Kỳ ở tại Hà Nội, thì mới thấy đây là một câu chuyện lý thú và rất là đặc biệt. Ngày 22 tháng 2 thì là một nhóm 10 người võ trang súng giả vào tòa đại sứ của nước Triều Tiên ở tại bang Madrid là thủ đô Tây Ban Nha để mà bắt người đó, trói lại, lấy hết những cái máy móc đem đi và trở ra lấy xe của ngoại giao của Triều Tiên lái đi mất. Và bây giờ thì phải nói rằng là tòa chính quyền của Triều Tiên nói rằng là trong cái này có bàn tay của CIA và nói một cách mơ hồ như vậy. Và mới đây lại nói rằng là yêu cầu là cho dẫn độ cái tổ chức Free Person, tức là cái tổ chức mà nó nằm ở tại chỗ đó là Prison, là cái tổ chức mà đòi độc lập, đánh lật đổ ông Kim Jong-un. Hiện giờ nó đang nằm tại Hoa Kỳ. Hồi xưa giờ mình không biết, nhưng qua cái vụ này thì mới thấy cái tổ chức đó sau cái vụ mà chiếm tòa đại sứ thì họ lên tiếng là họ đã tấn công vào và họ ra an toàn. Và họ nói rằng là họ muốn lật đổ cái chế độ ông Kim Jong-un. Và ông chính quyền của ông Kim Jong-un yêu cầu Hoa Kỳ dẫn độ về cái những người này. Vì phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng là chúng tôi không có ý kiến và chúng tôi không có liên hệ gì tới cái nhóm này cả. Và cái chuyện này chúng ta thấy là sau đó thì mình mới luận bàn cái gì. Nghe là khi họ lấy cái đó xong thì bởi vì cái ông đại sứ của Triều Tiên ở tại Madrid mà đã rời ra khỏi Madrid và được ông Kim Jong-un cử làm trưởng phái đoàn đàm phán ở tại Hà Nội. Và khi mà lấy cái đó thì người ta nghĩ rằng là những người đột nhập đó muốn xem coi hồ sơ cái ông đó là cái gì, ông đó là người thế nào, khi sang đàm phán là mang theo những cái gì, chỉ thị của ông Kim Jong-un và tất cả những cái mật mã, những cái điều mà bí mật trong đàm phán thì là nằm ở trong tay của ông đại sứ đó và bây giờ được cử sang làm là đặc sứ để mà thương thảo. Và do đó chúng ta thấy từ đó mình mới suy ra là có lẽ trong cái hồ sơ đó nó có một cái list tất cả những cái cơ sở về vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. Cái thứ hai là những cái đầu đạn hạt nhân mà Bắc Hàn có. Do lấy được cái đó, do đó ông Donald Trump mới khi mà họp với ông Kim Jong-un ở tại khách sạn Metropole ở Hà Nội mới chia một tờ giấy cho ông Kim Jong-un gồm có tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, nói ra cái danh sách đó và nói ra cái những cái đầu đạn hạt nhân và yêu cầu mấy ông phải giao cho tôi ngay. Thì làm cái điều đó, do đó chúng ta thấy làm cho cái hội nghị nó bế tắc. Và nếu đúng như vậy thì cái bế tắc đó là do phía Bắc Hàn chứ không phải Hoa Kỳ bị làm khó làm dễ để bế tắc. Giờ này thì còn rất sớm để mình kết những cái đó lại để mình làm một cái sự việc là Mỹ đã làm một cái cuộc là tình báo đột nhập rất là ngoạn mục và nhờ đó cho nên ông Donald Trump mới có cái list đó và chia giao cho Bắc Hàn. Bắc Hàn ngạc nhiên hỏi tại sao ông có cái này, thì do đó chúng ta thấy làm cho Bắc Hàn là bối rối, phải từ bỏ cái buổi họp đó. Thì đây cũng là một cái cách ngoại giao tình báo rất là hay, thưa anh Viên Huy. Vâng, cái cuộc tấn công của cái nhóm này đó, và trước cái ngày Tổng thống Donald Trump gặp gỡ với lại ông Kim Jong-un,
Thì như giáo sư Chi vừa phân tích thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái điểm nó hợp lý, là bởi vì cái nhóm này đầu tiên á, thì mới xảy ra cái sự việc á, thì người ta nói rằng đây là một cái nhóm khủng bố. Nhưng mà thật sự ra khủng bố nó không có cái thù hằn gì với lại Bắc Triều Tiên đến độ mà nó đột nhập vào như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là cái nhóm này á, vào thì ăn cắp những cái gì, tất cả những tài liệu máy tính điện tử nọ kia đó, là nhằm mục đích để tìm ra một cái tài liệu gì đó, mà cái tài liệu này rất cần thiết cho cái cuộc họp này, như là giáo sư Chi vừa phân tích. Thì chúng ta thấy rằng là đây hẳn nhiên là phải có cái bàn tay xây ra, chứ không thể nào súng là súng giả không thể nào giả được. Và bây giờ thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy rằng là làm một cái đó là nó cũng còn có một cái ý nghĩa nữa, là có thể nói rằng là cái tòa đại sứ này là một cái tòa đại sứ ở một cái quốc gia nó không quan trọng, tuy là ở Âu Châu Tây Phương, nhưng mà nó không phải là một cái quốc gia quan trọng. Thí dụ như là ở trong tòa đại sứ của Bắc Triều Tiên ở Nga chẳng hạn, hay là ở Trung Quốc chẳng hạn, thì nó có thể nó có nhiều cái tài liệu hơn, những cái tài liệu mà cần thiết về vấn đề mà giải giới nguyên tử ở Bắc Triều Tiên. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là đây có thể có một cái ý nghĩa khác, là cái bàn tay của CIA muốn thông báo cho Bắc Triều Tiên rằng là tất cả những cái điều gì các anh cho là bí mật thì chúng tôi có thể dễ dàng mà lấy được. Bởi vì cái ông đại sứ của Triều Tiên ở tại Madrid ở Tây Ban Nha là ông được cử sang làm trưởng đoàn đàm phán ở tại Hà Nội. Cho nên cái hồ sơ có lẽ nó nằm ở đó. Và cái đó là chúng thấy là rõ ràng, nếu đúng như vậy thì CIA là hay thiệt hả? Như vậy thì kể là cái anh CIA Hoa Kỳ cũng giỏi. Giỏi. Bây giờ quay lại đến cái tình hình nội bộ của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng là sắp tới đây vào giữa tháng 4, Bộ trưởng Tư pháp đã có loan báo rằng vào giữa tháng 4 sẽ báo cáo trình bày cho Quốc hội toàn văn cái bản báo cáo của ông đặc phái viên về quan sát là ông Mueller. Thì như chúng ta đã biết là trong cái bản báo cáo trước Quốc hội của Bộ Tư pháp tóm tắt về cái bản báo cáo của ông Mueller thì đưa đến hai cái kết quả như chúng tôi đã loan đến các quý khán thính giả. Đó, cái thứ nhất là trong cái báo cáo của ông Mueller cho Bộ Tư pháp đó thì không có kết luận là để đi đến có thể kết luận rằng là Nga đã có dính dáng vào cái cuộc bầu cử, cũng như là Tổng thống Donald Trump và Donald Trump, cũng như là cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump không có những cái liên lạc mật thiết gì trong cái cuộc mà đối với Nga để mà can thiệp vào cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và cái kết luận thứ hai là ông Mueller cũng không đưa đến một cái kết luận là cho rằng là Tổng thống Donald Trump đã ngăn trở pháp luật, sự thực hiện pháp luật. Cả hai cái điểm đó làm cho phía dân chủ cũng như là cái người chống đối của Tổng thống Donald Trump là có vẻ sôi sục, tức giận và nói rằng là Quốc hội phải bắt buộc là làm sao để bắt buộc cái Bộ Tư pháp phải báo cáo toàn văn sớm nhất, không thể nào trễ hơn được, và đòi là ngày mùng 2 tháng 4 thì phải báo cáo, phải nộp cái bản đó. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ Bộ trưởng Tư pháp thì nói rằng là đến giữa tháng 4 chúng tôi mới, vì hiện tại bây giờ chúng tôi đang mời chính ông Mueller là tác giả của bản báo cáo đó và cũng là cái người điều tra 2 năm nay, thì cũng cùng với chúng tôi ngồi xem xét lại tất cả những cái điều khoản nào mà nó có cái tính cách tế nhị và nó có tính nhạy cảm đối với lại tin tức, đối với lại luật của Bộ Tư pháp đã ấn định ra là có được công bố hay không. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà chúng tôi công bố mà vấn đề mà ông Bộ trưởng Tư pháp mà nói rằng là tôi công bố tất cả những cái điều mà phải đưa ra mà vi phạm đến luật pháp của Bộ Tư pháp cũng như là của Hoa Kỳ thì không thể chấp nhận được. Cái thứ hai, nếu mà chúng tôi lược bỏ, mà đối với ông Mueller là lược bỏ nó hại đến cái tinh thần của bản báo cáo, thì sự có mặt của ông đó thì tất cả những cái điểm 400 trang mà chúng tôi sắp đưa sang Quốc hội đây là có sự đồng ý của ông Mueller nữa trước những cái vấn đề được, hoặc là có thể những vấn đề mà không đưa ra Quốc hội, thưa giáo sư. Chúng ta thấy phải nói là đây là một cái quyền hạn nằm trong tay của ông Velazquez. Velazquez là một cái người mà theo luật pháp quyết định thì ông là một cái người bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm soát những cái chuyện mà ủy ban điều tra.
và ổng với ổng thì ổng mới biết được cái nào mà nó nhạy cảm, cái nào mà có không nhạy cảm. Và ổng đã nói cái bữa mà ổng công bố cái bản tóm tắt, ổng nói là ổng sẽ bôi đen những cái phần nào mà nó nhạy cảm và để ổng sẽ trình lên cho Quốc hội. Thì cái điều đó ổng không giấu giếm gì cả. Mà nếu ông đã nói như vậy và cái luật cho phép điều tra, là cái việc trong cái nội bộ cho phép như vậy, thì không có lý do gì mà dân chủ bắt ông phải đưa hết được. Ông không đưa thì cũng không làm sao ông. Chúng ta thấy ông nói rằng là còn nhiều điều nữa không công bố và chúng tôi lần lượt công bố. Cái đó đối với Mỹ thì nó là một cái tự nhiên. Ngay cả cái chuyện những cái bí mật của tòa Bạch Ốc thì cũng phải không có lúc nào cũng phải công bố. Có những cái lúc mà 15 năm, 25 năm thì mới công bố ra, thì cái điều này chúng ta thấy rất khó hy vọng và có thể dân chủ yêu cầu đạt được. Dân chủ chạy theo những cái điều mà chống phá đối với ông Trump từ cái lúc hình thành cái ủy ban, thúc đẩy cái ủy ban đó, người ta nói là dân chủ đứng sau lưng cái ủy ban đó, nói rằng là ông Obama là cái người để mà tạo ra một cái ủy ban đó, làm một cái động tác để mà giả, để mà tạo ảnh hưởng cho cái dân chủ và đồng thời bôi đen cái uy tín của đảng Cộng hòa trong khi đắc cử. Và bây giờ ông Obama đã có thể, ông Rand Paul ở thượng nghị sĩ yêu cầu điều tra ông tổng thống của Obama, của tổng thống Obama. Chúng ta thấy đây là một cuộc tranh chấp pháp lý nó lâu dài, nhưng mà nói cho cùng thì tới giờ này khi công bố cái bản đó ra rồi thì bây giờ những cái điều sau đó thì chắc chắn là đảng Dân Chủ không thể nào là chủ động được, mà đảng Cộng Hòa là chủ động đưa hay không là quyền của đảng Cộng Hòa. Thưa anh Viên Huy, cảm ơn khán thính giả chúng tôi, trở lại sau phần quảng cáo.